Chào các bạn đã tới với video này. Video này thì sử dụng code mẫu cũng đã có ở trong phần code mẫu của các bạn rồi. Thì mình sẽ để lại code mẫu với cái tên bài tương ứng là giới thiệu hàm dark line follower. Đấy, đây là hàm dark line follower nha. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái cách này để làm cho các hàm nó nhỏ lại để mình nhìn mình đỡ hoang mang và đỡ loạn. Đấy là mình vào file này, preference. Ở đây mình chọn là display line number đi, à không, enable code folding để mà mình được phép gập cái code đó lại. Đấy, gập cái code đó lại thì có những cái đoạn code mà mình thấy nó dài mình có thể gập lại như này. Đấy, đoạn trên này xem có dài không, không gập được. Void loop mình cũng gập lại, tức là mình gập nó lại, sau này mình sẽ mở ra sau dark line follower. Đây sẽ chính là cái hàm trung tâm của buổi hôm nay. Ok. Ok. Rồi. EF sensor. Rồi, sau hàng loạt các cái hàm lúc trước thì mình sẽ điểm danh để những cái hàm mà chúng ta đã cùng học qua nha. Robot mover. Chắc các bạn, nếu các bạn bây giờ không nhớ thì có thể đặt lại câu hỏi ngay đi phần thảo luận thì mình trả lời luôn cho. Cái này là câu hỏi thử thách thôi. Motor control speed. Nếu không hiểu thì cũng hãy đặt câu hỏi motor control speed là cái hàm để làm gì. EF sensor. Đấy, nếu các bạn không hiểu cũng đặt câu hỏi nha. Và deviation dark line for sensor. Đấy, đây là hàm đo độ lệch. Rồi, đại khái như vậy thì bây giờ mình muốn con robot nó dò được đường. Thì mình sẽ viết thêm một cái hàm này. Dark line for lower. Đấy, hàm này là mình nhồi tất cả cái đống kia vào. Đầu tiên nha, là mình hàm này nó chỉ có một lệnh switch tổng này. Đấy, switch. Ở đây có các trường hợp sau. Switch thì cái giá trị được set là cái giá trị trả về của hàm deviation dark line for sensor, là cái hàm đo độ lệch á, đo độ lệch so với đường thẳng á, với cái đường vạch á. Rồi, trong trường hợp case, trong trường hợp là cái đường đó bằng -1 thì cho robot rẽ phải, trường hợp -2 là cho robot cũng rẽ phải luôn. Vậy nó bị lệch trái nên mình phải rẽ phải. Lúc ấy là lệch trái nhá, khẳng định là lệch trái thì nó sẽ rẽ phải. Ok. Sau đó thì case 1 này và case 2 này, tức là khi mà độ giá trị trả về độ lệch là 2 thì nó sẽ trái, lúc đó nó lệch phải nó sẽ rẽ trái. Tiếp theo là trong trường hợp mà không lệch đấy thì nó sẽ tiến thẳng, robot sẽ tiến thẳng. Và trong trường hợp case 3 ở đây á, đấy thì robot sẽ lùi case 3 này, tức là văng vạch, đấy văng khỏi vạch rồi. Ok, mình sẽ gọi hàm này như thế nào. Giải thích ở trên đây một tí này. Đầu tiên là mình định nghĩa các khái niệm in A1, in A2, in V1, in B2 là 4 cái chân điều khiển động cơ 6, 7, 8, 9. Tiếp theo là license. Cái này license tức là licensor á, nhưng mà mình viết thế cho nó gọn. License 1, license 2, license 3, license 4, tức là cái cảm biến vạch 1, 2, 3, 4 được định nghĩa là 11, 12, 13. Đấy, sau là máy cứ tự hiểu thôi. Ở trong void setup ở đây mình có một lệnh serial begin 9600. Cái lệnh này mình cho vào đây là để khi nào mà mình muốn kiểm tra robot hay kiểm tra các thứ thì mình dùng sao tiếp serial cắm thẳng con robot vào máy tính luôn xem nó báo về cái tình hình gì. Rồi, tiếp theo ở đây là mình có lệnh pin mode cho các chân A1, A2, B1, B2 là output, các chân điều khiển động cơ là output và các chân này, các chân cảm biến 1, 2, 3, 4 là input, là đầu vào. Rồi, có lẽ mình nên gập cái hàm void setup này lại để xem tiếp. Ở hàm void loop ở đây thì có một lệnh, đúng gọi một lệnh ở đây là drag line follower, ở đây là lệnh chính, đại khái là làm như thế thì robot nó sẽ biết đường nó dò vạch. Đấy, còn analog line ở đây này này là mình băm xung ở chân số 3 và chân số 5. Như mình đã nói là chân số 3 và chân số 5 sẽ được cắm vào cái chân NA và NB ha của L298 để làm giảm cái tốc độ con robot lại, bởi vì con robot theo cái khung của mình nó sẽ khá nhanh. Tuy nhiên nếu mà bạn nào mà có khung chậm rồi thì cũng không phải băm. Ở đây thì mình chọn là 200, tức là tương đối. Nhưng mà các bạn có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn, hoặc không băm luôn. Dĩ nhiên là không băm thì các bạn phải nối NA, NB và 5V nha. Ok. Và kết quả của nó thì kết quả của cái code này các bạn có thể thử trên robot. Đại khái thì nếu mà thử đúng thì nó sẽ trông như thế này.
Ok, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.